Vâng, hiện nay thì mức sống của người dân đang ngày càng được nâng lên và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có nhiều điều kiện hơn để chữa trị. Với những căn bệnh nan y hiểm nghèo, nếu được phát hiện sớm và có hướng điều trị tích cực thì người bệnh sẽ có cơ hội được chữa khỏi triệt để. Thế nhưng có một thực tế là số bệnh nhân nghèo mắc các bệnh nan y lại khá cao, trong khi khoản chi phí để điều trị những căn bệnh này thường là khá lớn, có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. Chính vì vậy mà đã có những bệnh nhân nghèo đã phải xin dừng cái cuộc chữa bệnh của mình, xin về nhà vì không thể kiếm ra đâu cái khoản chi phí lớn để chữa trị bệnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thông tin này qua cuộc gặp gỡ của phóng viên Thúy Vy và bác sĩ Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Xin mời Thúy Vy. Thúy Vy xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không chỉ cần có ý chí mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật, mà còn rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ về tài chính để họ có thể an tâm chữa bệnh. Chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã thực sự trở thành cứu cánh, là cơ hội sống của khá nhiều bệnh nhân. Vậy cụ thể chính sách này là gì và được áp dụng trong thực tế ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng Thúy Vy gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt để giải đáp cho những câu hỏi này nhé. Thưa quý vị và các bạn, vị khách mời đặc biệt sẽ cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay của chúng ta xin được giới thiệu bác sĩ Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị Thúy Vy và xin chào quý vị xem đài. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được tham gia chương trình Bình Minh Cao Nguyên của Đài Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số ý kiến mà phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận được trong khi thực hiện chương trình này. Ngoài cách đây một năm, chú bị phát hiện ra bị ca phổi. Thành ra khi đi xuống điều trị ở tại bệnh viện ở Sài Gòn thì là chú mổ cắt phổi. Cắt phổi thành ra chú điều trị đó được 3 tháng. Chính sách của nhà nước mình, vốn thủ Tây Nguyên có là hỗ trợ cho những bệnh nhân có cái tình trạng mà bệnh hiểm nghèo như chú, được hỗ trợ một phần kinh phí để chữa bệnh. Thì chú nghe nói vậy, chú lên phòng y tế, chú liên hệ thì được hướng dẫn rất tốt để chú có được cái sự hỗ trợ trong thời gian trị bệnh. Mắc bệnh ca vú từ năm 2013 cho tới nay, vẫn đang phải vô hóa chất. Bình thường thì cứ 3 tuần mình phải xuống bệnh viện lại một lần để tiếp tục vô hóa chất. Do mình bị di căn xương sư. Chương trình hỗ trợ thì mình cũng được hỗ trợ rất nhiều từ hội chữ thập đỏ của trường, rồi hội ủng hộ bệnh nhân nghèo, và một chương trình nữa là của bên Sở Y tế Đà Lạt, đó là hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thì mỗi lần đi như vậy thì cái kinh phí của mình nó cũng hơi khá nhiều. Một tháng với lại 3 tuần thì mình cũng phải mất cỡ khoảng đến ít nhất là 6-7 triệu. Cho nên là từ khi có mình biết được cái chương trình hỗ trợ đó, mình có lẽ được hỗ trợ với mỗi trên 50% chi phí của trên tờ hóa đơn thanh toán của mình chi phí ở bệnh viện. Thì nói chung là cũng đã giúp mình rất nhiều trong cái phần chi phí điều trị. Qua những ý kiến vừa rồi mà chúng tôi ghi nhận được thì chúng ta có thể thấy rằng nghị lực và chính sách hỗ trợ dành cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân của chúng ta trong quá trình điều trị, đúng không ạ? Bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về chính sách hỗ trợ này được không ạ? Vâng, thưa chị, bắt đầu từ năm 2005 đến nay thì Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng đã có chính sách hỗ trợ cho người nghèo và bệnh hiểm nghèo. Cụ thể về chính sách cùng chi trả thì thành thu nhập chi từ năm 2005-2006 với số lượt chi là trên 700.000 lượt cho bệnh nhân đi khám chữa bệnh của bệnh nhân nghèo và bệnh nhân đồng bào dân tộc với kinh phí là trên 26 tỷ đồng. Như vậy thì cái số kinh này cũng là hỗ trợ tương đối lớn. Và sau cái hỗ trợ cho người nghèo và người đồng bào dân tộc thì cái kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nặng thì năm 2005 cho đến nay, 2014 tới 10 năm chứ chẳng, thì tỉnh Lâm Đồng đã chi trả cho trên 3.100 lượt người và với kinh phí là trên 21 tỷ đồng. Vâng, và những đối tượng bệnh nhân nào sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này? Trong văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng, theo quyết định 44 thì chỉ ghi là bệnh ung thư, là phải chạy thận nhân tạo, rồi bệnh mổ tim và một số bệnh khác. Thế thì ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim thì chúng ta định nghĩa rất rõ rồi. Thế nhưng một số bệnh khác là những bệnh nào
thì đây là một vấn đề khó khăn cho cái đơn vị mà thẩm định cũng như là quyết toán cho vấn đề này. Thì cái này chúng tôi phải chỉnh ủy ban tỉnh tùy nó bệnh, căn cứ trên cái số tiền cũng như là đơn vị điều trị ở tuyến trên hoặc là những khó khăn của bệnh nhân thì chúng ta phải xét duyệt. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những bệnh nhân này sẽ phải làm những thủ tục gì để nhận được sự hỗ trợ? Thì bệnh nhân chỉ việc mà làm cái đơn xin hỗ trợ chi phí điều trị, hai là bản sao giấy tờ viện, ba là các chứng từ thanh toán như là đơn thuốc hoặc là các cái chứng từ hợp pháp trong vấn đề về mua dụng cụ cũng như là sử dụng các dịch vụ trong quá trình điều trị. Cái thứ tư là bệnh nhân chỉ nộp cái sổ hộ khẩu bản sao nếu như là thuộc hộ nghèo, hoặc là thẻ bảo hiểm nếu như tham gia bảo hiểm, hoặc nếu không tham gia bảo hiểm thì bản sao của chứng minh thư, sau đó nộp tại trung tâm y tế huyện thành phố, và trung tâm y tế huyện thành phố người ta sẽ tiếp nhận hồ sơ, có thể nếu thiếu thì có cán bộ sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn bổ sung hồ sơ cho các. Nếu những người mà đã tham gia bảo hiểm y tế thì sau khi được bảo hiểm y tế thì phần chi trả, đồng chi trả của bệnh nhân ấy, từ 100.000 trở lên thì tỉnh đã có sẽ tiến hành hỗ trợ 50%. Còn những người mà không có thẻ bảo hiểm thì khi phải chi trả với kinh phí điều trị là từ 1 triệu trở lên thì sẽ làm cái hồ sơ này để đề nghị tỉnh hỗ trợ. Đối với những bệnh nhân hiện đang sinh sống ở Lâm Đồng, nếu phải điều trị nội trú bệnh ở các bệnh viện tuyến trung ương khác thì có nhận được sự hỗ trợ hay không ạ? Đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm thì chúng ta chỉ cần là điều trị đúng cái tuyến chuyên môn thôi. Tức là nếu như bị ung thư thì vào bệnh viện ung thư, nếu mà bị mổ tim thì vào các bệnh viện tim mà được ngành y tế thỏa thuận với lại bảo hiểm y tế để cùng chi trả. Còn đối với người không có thẻ bảo hiểm, nếu như đợt đầu mà chúng ta đi khám tại tuyến trung ương thì sau đó lần thứ hai đi khám lại thì mang các hồ sơ đó đến bệnh viện đa khoa tỉnh, để khi chuyển viện các bệnh viện này sẽ làm thủ tục chuyển viện cho tuyến trung ương và chuyển cho đúng tuyến đó, thì bệnh nhân sẽ được hưởng cái điều trị từ bắt đầu từ khi có giấy chuyển viện đúng tuyến này. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Mạnh Hạ, phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng về những thông tin rất thiết thực và hữu ích vừa rồi ạ. Hy vọng rằng với những chính sách hỗ trợ từ tỉnh Lâm Đồng và ngành y tế, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được tiếp thêm động lực và sức mạnh để vượt qua bệnh tật và tiếp tục cuộc sống.